chào quý bà con, ngày hôm nay chúng tôi mời bà con cùng xem chiếc máy thổi lá Takio TK80cc thổi lá dọn vườn điều cho mùa thu hoạch mới. Đây là vườn điều ở Bình Phước, đang trong thời kỳ đậu trái và chuẩn bị cho thu hoạch. Khi trái điều chính sẽ đụng xuống dưới đất và bà con nông dân sẽ nhặt trái điều dưới đất để thu hoạch, vì vậy phải dọn sạch cành cây khô, lá cây, cỏ rác ở dưới đất để thu hoạch điều dễ và hiệu quả nhanh. Trước đây bà con thường dùng cào tự chế để cào gọn lá điều vào, hay dùng chổi để quét gọn lá điều vào sau đó đốt sạch. Việc thu gom lá và cỏ rác làm thủ công tốn rất nhiều thời gian và nhân công cho bà con. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến một giải pháp mới dọn vườn bằng máy thổi lá Takio TK80cc. Máy thổi lá có điều chỉnh tốc độ để gom lá dễ dàng và nhanh chóng bằng máy thổi lá Takio TK80cc. Đáp ứng mọi nhu cầu của bà con, máy thổi lá Takio TK80cc. Sử dụng động cơ 2 thì với nhiên liệu xăng pha nhớt tỷ lệ 20:1, công suất 3.000 W, tốc độ 7.000 vòng trên phút. Đây hiện là sản phẩm được nhiều người tin dùng và đánh giá cao về chất lượng thổi. Máy thổi lá Takio TK80cc thiết kế bộ khởi động cao cấp đảm bảo khởi động động cơ dễ dàng tay cầm an toàn, thoải mái có thể ngăn chặn tĩnh điện vô e có mức chất lượng tốt. Làm sạch không khí của động cơ tay cầm tự khóa sang trọng dây đeo mềm mại, thoải mái máy chạy ít rung, tốc độ ổn định, lưu lượng gió lớn cấu tạo chắc chắn, thiết kế gọn, đeo lưng thuận tiện. Thông số kỹ thuật máy thổi lá Takio TK80cc. Dung tích xi lanh 80cc, công suất 3.000 W, tốc độ 7.000 vòng trên phút, tiêu hao nhiên liệu tiêu thụ nhiên liệu ít hơn 544 gram trên kWh trên giờ, bình xăng lớn 3 lít, lưu lượng khí trung bình 0,5 m khối trên giây, trọng lượng tịnh 12,6 kg, tỷ lệ pha nhiên liệu 20:1, bình xăng con màng bơm, kích thước 55 và 46 và 55 cm. Quý bà con có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm máy thổi lá hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video để được tư vấn hỗ trợ tìm được sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mình. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.